Đố ai biết được bánh gì làm ta gắn kết và càng yêu thương, làm cho ta tràn năng lượng và thêm dinh dưỡng mỗi khi ăn vào. Ê, gợi ý là bánh có năm vị, bánh có hình vòng ngon mê ly, sô cô la trắng, đen, cam cùng kem phô mai ở kem. Yo, bánh là bánh mà có hình vòng thơm thơm ngon tới năm vị, nghe là thấy độc nhất vô nhị, chỉ có thể là bánh đột quỵ. Nước quýt, nước quýt đâu